Cậu này thì anh em bắn tầm xa khá là ok nha. Đấy, thích hợp cho những anh em nào mà đứng quay tay như thế này nè. Ok, hello, mình xin chào cả anh em, chúng mình đã quay trở lại với channel của mình. Clip ngày hôm nay thì mình sẽ làm về một cái khẩu KSG nha nè. Một cái khẩu mà khá là nhiều đạn anh em ạ. Một băng của nó là 155 nha. Và đạn dự trữ là 202 anh em ạ. Một con số khá chi là ghê gớm anh em ạ. Nói chung thì anh em thắc mắc là tại sao mà có 300 mà mình lại nói là nó nhiều đạn ha. Tại vì cái khẩu này á thì một băng của nó 155 anh em ạ. Nói chung thì nó bắn từng viên anh em ạ. Nên là khá là lâu nha. Đấy, bắn từ đầu trận tới cuối trận vẫn đang còn nguyên đạn anh em ạ. Có khi anh em bắn tới 2 trận mà nó vẫn còn đạn đấy. Khẩu này thì cái đam nó cũng hơi nói chung thì cũng khá ok anh em ạ. Cái đam nó một viên tầm 100 mấy, 150 anh em ạ. Nói chung thì khá là mạnh, nhưng mà nói chung thì anh em mà săn cái khẩu này thì anh em không có ăn được nhiều kill đâu, tại vì anh em chỉ rỉa thôi à. Khẩu này thì anh em bắn tầm xa khá là ok nha. Đấy, thích hợp cho những anh em nào mà đứng quay tay như thế này nè. Đấy, vì mình đã dạ đâu ạ. Cứ đứng mà quay tay thôi, đúng đào nó cũng khá là đau ấy anh em ạ. Tới 600 mấy ấy. Chạy rồi. Anh niên thấy mình là lao anh em ạ. Ui trời, cho con vô ăn luôn quả đại bác này. To te lên nữa là mình cho thêm quả nữa đấy. Không kích đùa đâu. Ui y tá dí nè, thi anh em ạ. Rồi chạy rồi. Thấy cái con tờ lửa nó tính lên anh em ạ. Là chạy luôn cho nó lành anh em ạ. Cái này thì cứ giác mà chạy thôi, rỉa là chủ yếu. Chứ cái khẩu này mà anh em solo với lại zombie là anh em solo không lại đâu. Thứ hai nó dí là chạy rồi anh em ạ. 36 kế chạy là thượng sách anh em ạ. Nó tầm xa cũng tới 200 mấy anh em ạ. Nói chung thì gần tới cuối trận rồi, cái đam nó lên nha anh em ạ. Trời, lên rồi thôi, bắn biến hero cho nó lành anh em ạ. Móc cái đào lên thôi, lượm luôn hồng băng nha nè. Rồi, các anh em nào vô đây solo một màu không? Cương thi nó không thấy anh em ạ. Rồi, cái con zombie non nè. Rồi, cương thi nè. Lâm lên cái bộ cào chạy vào anh em ạ. Rồi, kiếm thêm vài em nữa nha nè. Cương thi nè, không thấy mình anh em ạ. Nhảy tùm lum hết trơn. Thế thì cũng nhảy theo thôi. Rồi, con nào nó lượm cái giác mình hai ta. Nó chém phải nó nhanh anh em ạ. Nếu như mà anh em mà cái pha đó mà anh em chưa có thành hero là coi như là anh em bị chém chết mất tiêu rồi. Cái con cương thi này lanh thật, khá là lanh nha. Chạy dạy mà nó dí mình được anh em ạ. Rồi hết thời gian luôn anh em ạ. Chém chết mình luôn chứ hết thời gian cái gì. Nói chung cái pha đó nó dính là coi như là chết ngay. Quỳnh có hồn tiếp tế nè, mà thanh niên này cứ sao đứng vậy đó. Rồi, có phóng lựu là ngon rồi. Nhưng mà trước tiên thì cứ dắt các khẩu KSG này bắn trước nha nè. Cái băng đạn của nó là băng đạn tròn rồi nè mà. Nói chung thì nó sai như cái đĩa vậy đó mà. Rồi trời, ba con luôn nè, chơi lướt. Con này chạy rồi nè mà, thay đổi không kịp rồi. Cái trời, né cái khẩu né cái bộ tiếp tế ra mà dính nữa đâu ạ. Lượng cái khẩu đệ bát này nó chỉ có 2 viên thôi nha anh em. Đợt trước thì nó có cho 4 viên nhưng mà giờ còn có 2 viên nữa em ạ. Bắn chưa gì cái là mất tiêu rồi. Đợt trước nó cho 4 viên thì còn lượng đệ bát thì còn ngon anh em ạ. Tự nhiên cái đổi cái khẩu phóng lượng của mình qua cái đại bác á là ăn mài liền. Trời ơi, zombie nó đi đâu hết trơn rồi anh em ạ. Tới cả 10 con mà không thấy. Sợ nó núp ở dưới này nè anh em nè. Đấy, anh em phải coi cho cẩn thận nha, nó núp sát tường nó trưởng lên anh em ạ. Mình mà không để ý là coi như là nó trưởng lên nổ banh sát anh em ạ. Điện thoại nó đã giật rồi mà nó trưởng lên nổ giật cái màn hình nữa anh em ạ. Nên là nó rất là khó chơi nha. Nói chung là cái hiệu ứng của nó đó anh em ạ. Hero luôn rồi nè.
từ từ chỉ có vài kêu nha nè. Thì cho con dùng chúa nó là nè, hơi biến cho nó lành rồi nè mọi. Cường thì nè. Trời, cái pha vậy mà nó không chết. Từ lửa ra rồi nè. Rồi chạy rồi. Úi trời. Rồi tuyệt vời nè mọi. Có pha luồn lách như vậy mà chạy không kịp anh em ạ. Anh em nó kéo ra đông quá. Nói chung thì anh em mà biến thành hero thì anh em lo chạy liền nha, rỉa từng kêu thì được, chứ còn mà anh em đứng lại solo là coi như là nó kéo cả dòng hộ của nó ra là anh em đánh không lại đó. Thằng nào thằng nái cầm cái bồ cào chém xa như gì luôn. Đặc biệt là cái con tơ lửa đó mà cầm hai cái kiếm nó sạc sạc hai phát là đi liền rồi đó mà. Tiếp tục đứng trên này nha nè. Nói chung được cái map này được cái khẩu đó mà. Khi nào có cái khẩu mạnh mạnh thì mình sẽ đi săn nha. Ví dụ như cái khẩu mà phép 12 á, nâng cấp á, khẩu VIP vàng á, thì nó sẽ update nha. Thì mình sẽ lấy cái khẩu đó mình làm cho anh em xem. Trời ơi, dùng bài vậy. Đê lửa này. Đứng ở Dana anh em cẩn thận nó trưởng nha. Nó trưởng phát là nổ ghê lắm. Nó nổ mà cái xác nó còn nguyên, cái hồn nó ra mất tiêu thôi mà. Rồi. Mình có mắt miền này chưa có trưởng là trưởng lên rồi anh em. Chạy thôi. Đứng ở trên đó là nó nổ liền anh em ạ. Ứng lắm, nhiều khi mình nó trưởng lên mình né rồi đó, nhưng mà nó trúng cái bờ tường á là nó nổ mình cũng chết nha nè. Nên là anh em cứ thấy nó trưởng lên thì anh em chạy cho nó lành, không nên đứng lại làm gì anh em ạ. Cái chỗ nào mà rộng rộng thì anh em có thể né nha, còn cái chỗ nào mà hẹp hẹp thì thôi bỏ chạy là bãi trọ anh em ạ. Ý, từ lửa nó ở bên này anh em ạ. Con này lên á, sao mà bò lên được. Giỏ cỡ này chứ mà một tí nữa là cái đam nó sẽ lên là nó sẽ nâng lên nha. Hiện tại là nó lên rồi đó, cái 200 mấy rồi đó. Rồi cứ dí đây chạy trước đây, thanh niên đó cứ ở lại mà bắn nhá. Úi trời, tự nhiên cái nút nó bị đứng ở đâu ạ, ngắt luôn rồi. Hiện tại nó đang bị lát rồi đâu ạ. Trời đâu rồi, hồn băng đâu rồi, biết ngay có cái hồn băng nó hay rớt ở đây đâu, cứ liệt vào đây thôi. Anh em gửi nha, ba tặng đều lượng mà ba có hồng băng ở đó nha. Rồi xong rồi, xong vô đây. Cương thì rất là có con con lửa nó ra rồi. Cơ lửa đó. Rồi xong luôn, chưa kịp gì luôn.